Mời quý vị nghe bài ca cổ Cô gái tới đầu do ca sĩ Bùi Trung Đặng cùng Hồng Nhì song ca. Nắng ấm trời êm, đồng xanh xanh sắc la, mắt em hay sắc trời, tan tình tan tình tình tan. Về tắc mà không hỏi chủ, may nhờ có bà con điềm chỉ cho nên anh mới nhìn kỹ coi có phải em không. Phải có đôi mắt nhung thâm thắp trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ, giờ nhìn tảng mặt em hiền như bông bưởi đang nở trong cũng tương tựa như em và dáng dĩ bình thường. Nè anh ở Sóc Tiền hay Sông Hồng? Dạ Sài Gòn. Xin lỗi anh Khánh ơi. Dạ thứ ba. Em thứ sáu. Chứ anh Ban Ban chúc em thiệt hay nói chỗ như vậy được ba? Cô Sáu à, bấy lâu nay văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, nay thấy mặt là mê liền hà. Anh nói thiệt à? Thiệt. Anh mê ai? Đàn bà hay con gái? Tôi mê. Mê ai? Tôi mê đất mê người, mê những nụ cười và mê điệu hò mái dài của Của bà má bay. Xin lỗi anh ta đừng có giận em. Con gái mấy hành hay nói thiệt tình vậy đó anh ta à? Tôi thì thiệt tình, có sao nói vậy. Mà cô Sáu cứ từ bụi cãi cô xải qua bụi cào hoài. Anh ba ơi, con gái là em tìm thà như đêm. Anh ba nghèo làm chi điên oan cho thêm buồn. Coi, cô Sáu nói chơi chút xíu à, mà cô vẫn có hơn. Tôi nói vậy mà không phải vậy à nghe. Chứ làm sao anh ta? Tôi muốn hỏi luân canh luân vụ, cái lúa trồng đâu có tốt hay không. Vậy anh ta nghe em nói à, hoa mai gọi cam gọi đào, vàng má rụng hoa màu lượng mà hạnh phúc của quê em thay trời đổi đất cho trọn niềm ước mơ. Tình tính tan gái như em đấy khó tìm, khéo tay mà chăm bón theo viền thì...
xanh, tan tình tan tinh tinh tan. Anh ba ơi, gì đó cô Sáu? Anh đừng khen em quá mà má em bài rầy bá qua. Trời đất, khen cũng quở nữa hả? Gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà không nói thì sợ anh bảo con nhỏ hay là le. Ờ, cũng có lý. Còn ở đây nói với anh ba cho tình hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nấu bữa cơm chiều. Vậy anh ta vô nhà chơi nha, tới sống đuộc đầu em về. Cô nói vậy tôi e không tiện quá cô Sáu à. Vậy chứ không nghe em bỏ việc về tiếp chuyện ta ngoài chứ hết buổi sáng hay sao? Cô Sáu à, cây có gốc có cành mới sanh ra ngọn, tôi muốn cô để tôi ra cùng với cô cho trọn cái nghĩa mới quen, được không cô Sáu? Ý anh ba, anh ba nói cái gì mà em nghe không hiểu à? Thôi để em đi tới đầu keo trưa rồi. Sao à, thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu đôi chút, mà hỏi hết một chuyện sản xuất thì một lúc cũng xong thôi. Thiệt mà cô Sáu, chút xíu hà. Ý, đâu có được, má em bãi la chết á. Chuyện em làm, ruộng em hiểu. Ở đây tiếp chuyện em ba hoài à, chắc đậu cà dơ xeo hết anh ba ơi. Bà con Mỹ Hạnh sẽ chê cười em bỏ hoa màu chết vô gì, đừng nói chuyện với trai cả bồi. Tuổi trẻ chúng em là phải làm cho quê hương ngày đổi mới, làm xóm yên vui nó mãi muôn đời. Cảm ơn cô Sáu. Lời cô là núi sông xanh tươi, sắc lá xanh trong lòng